Tư là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luôn trong tình trạng nằm ở canh mơ màng. Em luôn trong tình trạng ôi gan vàng quặn đau ý à. Đường dẫu sai ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Còn đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá phu dòng luôn trong tình trạng. Chàng sao nỡ phũ phàng, chàng hỡi chàng có hay, đêm thêm nằm luôn những sầu tây. Ôi bao thuở đó đây sum dày, duyên sắc cầm đừng lạc phai. Thiếp nguyện, nguyện cho chàng, nguyện cho chàng đặng hai chữ an bình an. Mau trở lại gia đàn, cho én nhang mình hiệp đôi à. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gần nào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm, xe u liêu phàng. Dây tơ đàn kìm buông thiết tha, xe u liêu phàng. Đưa cung đàn về trên bến xa. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì đây là hai ca khúc được mang tên là Dạ Cổ Hoài Lang và Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang. Thì đây là những cái tác phẩm để đời của các nghệ sĩ tiền nhân mà chúng ta, những cái thế hệ sau, thì những thế hệ trẻ thì bây giờ thì luôn luôn rất là trân trọng về họ. Nhưng mà trước khi ngày hôm nay bước vào cái chủ đề chính để bàn luận về cái buổi livestream ngày hôm qua của chị Nguyễn Phương Hằng, thì Thành nghe đâu đó xuất hiện một loạt những cái ý kiến lên đồng đòi hỏi về xã hội phải thế này thế kia với cái nghề nghệ sĩ. Thì người ta cho ý kiến như thế này. Người ta đòi là xã hội cần phải chấm dứt quan điểm lạc hậu là nuôi nghệ sĩ. Thời buổi này tay làm hàm nhai không ai nuôi ai đâu. Chính vì những người nghệ sĩ mà mang trong đầu quan điểm được nuôi, được cho phải mang ơn, và từ đó lan truyền ra xã hội mà cái vai trò vị trí của người xã hội trở nên rất là thấp, rất là bị dễ tổn thương dù được bao biện bằng cái vỏ bọc là hâm mộ. Thứ hai là họ bảo với lại những người hâm mộ là bớt ảo tưởng dùm đi. Thứ ba là thôi thì đừng mang danh là thương nhau nữa, tức là bảo khán giả đừng thương nghệ sĩ nữa. Họ có sản phẩm, anh chị thích thì thưởng thức, không thích thì thôi. Nói chung là chúng ta ngang hàng với nhau để đừng có tình cảm, cảm tính. Lúc vui thì gọi họ là nghệ sĩ, mà lúc buồn thì gọi là lũ cờ hó. Và thứ tư, và họ đặt ra câu hỏi là ủa sao ngộ vậy? Nghệ sĩ thì không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, bằng diễn xuất, dàn dựng. Nói chung là nặn óc, gọi là móc tim, moi tim ra viết cái câu moi tim, mình nghe rất là động chạm. Bởi vì ngày xưa có một cái thằng nick vớ vẩn, nó bảo chị Hằng là khi chị ủng hộ cái vấn đề về 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 hỗ trợ tim, thì nó bảo là sau này chị Hằng sẽ đòi lại, tức là phải moi tim trả chị đấy. Thì đây là xuất phát từ một cái tâm địa của những cái thằng thằng như thằng Vô Thường hay thằng Chó Đẻ, là xuất phát từ cái tâm rất là khốn nạn. Người ta đã đi làm từ thiện mà nó lại ví cái tim của cái người mà được cho làm từ thiện, những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nó bảo người ta moi tim, nó dùng những cái từ nói chung là rất là mất dạy. Thế nên là mọi người khi mà đọc qua những cái câu từ này phải chú ý. Rồi là nặn óc moi tim ra thì có phải nghệ sĩ ở không đâu mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là được nuôi.
Thứ năm là nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính. Và thứ sáu là quan điểm của người đời vẫn luôn khinh cái nghề này, cứ nghĩ nó là sướng ca vô loài. Nhưng thực ra thì nếu không có âm nhạc, không có hài kịch, không có phim ảnh, không có game show thì xã hội này giải trí bằng cái gì? Trong khi nghệ sĩ thì lao động bằng sức lực, bằng sức khỏe và bằng xương máu, thì những người đời thì luôn bảo là phải bắt họ phải mang ơn, rất là khổ. Và thứ bảy là họ nói rằng là cái quan điểm mình cho rằng là như bao nghề nghiệp khác thì nghệ sĩ có quyền đòi sự tôn trọng của xã hội, không ăn cơm của ai cho hết, không ăn cơm của ai cho, nên mà phải làm việc, tức là họ phải làm việc thì mới có chén ăn, mới có cơm bưng ăn được, chứ không phải là ai cho cả. Và thứ tám là nghệ sĩ thì cũng như bao ngành nghề khác đang bị xúc phạm, bị tấn công, bị mạt sát mà không được bảo vệ từ các hội nghề nghiệp cũng như chính quyền. Và thứ chín thì là lỗi của nghệ sĩ là đã làm vui cho cuộc đời này ư? Thì ok, trên đây là cái chín ý mà ta xem đó như là một cái đại diện của giới nghệ sĩ phản pháo lại bà Hằng, và cũng như là phản pháo lại những cái phản ứng của khán giả trong thời gian vừa qua. Vậy thì tôi lại tiếp tục mạn phép đăng đàn để tranh luận với cái thông điệp này, và nhờ những người khán giả các bạn đang xem có thể xem xét và nhận xét về những cái lời tranh luận của tôi. Thứ nhất, này một số cái đám nghệ sĩ nghe cho rõ nhé. Thứ nhất, nếu đây là phát ngôn của một người nghệ sĩ trẻ chân chính, thực thụ, có những tác phẩm nghệ thuật gọi là chất lượng, đại diện cho những nghệ sĩ gạo cội, những cái nghệ sĩ đáng kính, đáng mến, không liên quan gì tới câu chuyện lùm xùm mấy tháng vừa qua, có dịp để trải lòng thì khán giả có thể thông cảm, có thể cảm thông. Nhưng nếu đây lại là thông điệp từ cái một người nghệ sĩ bất chính, hàm lượng tư duy rất là yếu, thiếu nhận thức thì bộc phát, tự vơ vào hoặc hùa cùng với một số đám nghệ sĩ thì lại hoàn toàn là khác nhé. Thứ hai, những cái than thở của người này có một vài chỗ đúng, ở chỗ đó là xã hội công bằng, nghề nghiệp tương đương, để tay làm hàm nhai, đúng rồi. Thì nói chung là mình có công, mình có sức thì mình được hưởng thôi, không phải ai xin ai cả. Tuy nhiên, nó lại bộc lộ những cái điểm trừ và sai rất nhiều ở trong cái thông điệp đó. Một là ngay từ đầu người này đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa, tức là càng làm cho cái hình ảnh của cái nghệ sĩ này bỗng dưng nó xấu đi trong lòng khán giả thêm mà thôi. Vì sao? Thế thì tôi ví dụ cho các bạn, giả sử như cái một doanh nghiệp, một tập đoàn hay là một công ty mà đưa cái khẩu hiệu na ná những cái thông điệp của người kia ra, ví dụ như là khách hàng không nuôi doanh nghiệp, khách hàng không nuôi cửa hàng, khách hàng không nuôi công ty, chúng tôi nói chung là không cần phải biết ơn khách hàng chẳng hạn, thế đấy, na ná cái thông điệp như thế vô lý, ngớ ngẩn. Anh làm kinh doanh, anh làm dịch vụ mà anh phát biểu những câu đó, dù nó là bản chất nó có đúng một phần rất nhỏ đi, thế nhưng mà tôi đảm bảo rằng ấy, những cái doanh nghiệp, tập đoàn hay cái hãng ấy mà dùng cái câu như thế thì không bị khách hàng tẩy chay rồi dẫn đến là sạt nghiệp sắp mật lờ ấy, thì tôi thấy hơi phí đấy, đúng không các bạn? Doanh nghiệp mà phát biểu câu là khách hàng không nuôi chúng tôi đâu, tôi cũng đếch cần khách hàng chúng tôi làm một sản phẩm khách hàng mua thế thôi, tiêu thật trong một phút mốt thôi cái doanh nghiệp phá sản luôn, bởi vì những cái thông điệp như thế. Thì cái đầu tiên của cái người mà phát ngôn câu đấy, cái câu về thông điệp của nghệ sĩ là sai rồi đấy, là sai chính bản thân mình luôn. Khán giả, khách hàng, người ta có quyền hiểu ngầm đại ý của câu nó như thế này này. Tức là cái tập đoàn ấy, cái đám mà nghệ sĩ ấy bán hàng, diễn là vì tiền, là vì đam mê, làm vì nghệ thuật, tức là vì thích được tung hê ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ. Chứ họ chẳng có cái tình, chẳng có cái tâm gì với khán giả, với khách hàng của mình cả. Cho nên là việc của các bố, các mẹ là tạo sản phẩm, còn khán giả, khách hàng, các người thích thì đến, thích thì mua, thích thì dùng, không thích thì biến, thì cút, đúng không? Đấy là cái tư tưởng là khách hàng người ta có quyền nghĩ như thế sau cái phát ngôn của cái người đấy. Thứ hai là một số đám nghệ sĩ đòi sự tôn trọng của khán giả. Trời ơi, sao lại đòi hỏi một cái câu rất là ngớ ngẩn và vô nghĩa như thế?
Nếu như là một nghệ sĩ chân chính có tấm lòng với xã hội thì họ không cần phải đòi sự tôn trọng từ phía khán giả đâu, mà khán giả sẽ tự khắc trân trọng lại những người nghệ sĩ nhân chân chính như thế. Họ không cần đòi hỏi và khán giả cũng tự biết là trân trọng những ai. Còn một số cái đám gọi là giả danh, gọi là mua danh mượn danh cái mác nghệ sĩ, nhưng cuối cùng mà lợi dụng để kiếm trác, để ký sinh trùng mà lại đòi sự tôn trọng ấy, thì tôi xin lỗi, khán giả không bao giờ có bị thần kinh mà ban cho cái điều trân trọng như thế, mà trái lại người ta đánh giá rất là thấp, người ta coi thường, người ta tẩy chay và người ta khinh bỉ những cái loại nghệ sĩ như thế. Còn với những người nghệ sĩ chân chính thì không cần phải nhắc đâu, khán giả luôn trân trọng. Như 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 buổi đầu cái clip mày Thành làm, mình hát những cái bài hát cũ của những cái cố nhân xưa đấy, chúng tôi rất trân trọng, cần gì phải nói nữa đúng không? Vì vậy hãy xem mình, xem là mình đã phải đạo với khán giả của mình chưa, hãy xem lại mình. Thứ ba là quý vị đem so với các nghề khác thì cái nghề nghệ sĩ của công chúng cũng vậy là đúng, nhưng các người cố tình quên hay là quên mất cái sức ảnh hưởng của cái nghề nghệ sĩ này trong cái thời buổi công nghệ thế giới phẳng, nó tác hại khủng khiếp hơn rất nhiều so với các nghề khác đấy. Một hình ảnh, một lời nói, một bộ phim, một đoạn clip vớ vẩn tào lao và một nút share thôi thì nó lan một phát cho cả xã hội trong tích tắc. Cho nên cái nghề của các anh các chị gọi là nghề nghệ sĩ nó ảnh hưởng đến xã hội nhiều lắm chứ không phải ít đâu, mà nó nói chung là nó khập khiễng lắm, một nút bấm thôi là nó lan tỏa tất cả thế hệ trẻ luôn mà. Đấy. Thứ bốn là dùng từ mang ơn, hàm ơn khán giả. Khán giả đâu có cần, tôi không có cần hàm ơn hay mang ơn gì cả. Điều mà khán giả cần là một số cái đám nghệ sĩ các người ấy, phải có trách nhiệm với cộng đồng và dân tộc. Đạo đức nổi bật của con người đó chính là sự biết ơn, chứ không phải là hàm ơn hay là mang ơn, đó là sự biết ơn. Thế thôi. Còn cái chuyện kể lể lao động công sức này nọ của nghệ sĩ rồi là vất vả thế nào thì nghề nào cũng như thế thôi, kể lể nó cũng có bằng thừa, nó cũng giống như các nghề khác thôi, cũng chả hơn ai, người nào cũng vất vả cả. Ví dụ như người ta bảo doanh nhân sướng không sướng, người ta đâu hại não lắm, người ta nghĩ cách kiếm tiền rất là hại não. Còn như ví dụ như người thần kinh chẳng hạn, người ta cũng suy nghĩ đấy, người ta cũng vất vả vì là cứ đến giờ ăn người ta phải biết xem chỗ nào cho người ta ăn đấy, nghề nào cũng thế thôi, nên là đừng có kể lể gì cho mất công. Năm, đến chuyện nuôi phát lương nhận lộc từ bá tánh, các anh các tức là anh ấy là chối bỏ, những cái người nghệ sĩ chối bỏ phủ nhận thì một mặt nào đấy là có đấy nhá, chứ không phải là không đâu, có nuôi đấy. Xem nhá, theo quy định nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân thì đều được nhận lương hàng tháng và thưởng từ ngân sách với hệ số khoảng 4,06 nhân đến mức lương cơ sở trung bình một tháng, là họ cũng được nhận từ 5 đến 7 triệu đấy. Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 thì mức tiền thưởng cho nghệ sĩ nhân dân và ưu tú lần lượt là 18.625.000 đồng và nghệ sĩ ưu tú là 13.410.000 đồng. Chưa kể là các trụ sở những cái nơi diễn nghệ thuật cũng rất là được ưu ái, các chương trình phát trên truyền hình nhiều cái rất là nhảm nhí, chiếm sóng, chiếm tài nguyên của đất nước, nên là mỗi năm một số nhà đài cũng nhận được nhiều tiền từ ngân sách, tiền thuế nhân dân gia cả đấy. Vậy thì có phải là các anh chị không hưởng lộc lá gì từ ba tánh phải không? Có đấy, tiền từ ngân sách cả, tiền lương hàng tháng cho những danh hiệu và những ưu đãi, không phải là không có đâu, nên nói thế là chưa chuẩn. 6, anh nói rằng chính vì những người nghệ sĩ mang trong đầu quan điểm được nuôi, được cho phải mang ơn và từ đó loan truyền ra bên ngoài nên vai trò của vị trí của nghệ sĩ bị thấp, bị tổn thương dù được bao bọc bằng cái vỏ bọc hâm mộ. Đấy là quan điểm cá nhân của anh cho là thế, còn quan điểm của khán giả của mỗi người mỗi khác, làm sao mà anh bắt ép được quan điểm cá nhân của người ta. Anh cho rằng là có một số nghệ sĩ mang trong đầu tư tưởng đấy, có người khác thì họ không, hoặc nhiều khi họ mang trong đầu cái tư tưởng đấy là quyền của họ, đúng không ạ? Thứ bảy, anh than thở nghệ sĩ như bao ngành nghề khác đang bị xúc phạm, bị tấn công, bị mạt sát mà không được bảo vệ từ các hiệp hội nghề nghiệp cũng như chính quyền. Trời ơi,
Thế một trong số cái đám nghệ sĩ của bọn anh luôn tự cho mình là vùng cấm, bố đời thiên hạ, bán thuốc, quảng cáo thực phẩm chức năng đều gây tổn hại sức khỏe cho khán giả. Vì mến mộ người ta mua, rồi các hình ảnh như là đồng tính luyến ái, nam giả nữ xuất hiện đầy trên mạng, làm lệch lạc đi giới tính của tụi trẻ con, ảnh hưởng đến giống nòi của đất nước. Rồi rất nhiều những cái vụ trẻ vị thành niên đã phạm tội khi học theo những cái sản phẩm nghệ thuật rác của một số đám nghệ thuật, thì ai bảo vệ người dân? Thì cái đám nghệ sĩ tào lao kia có trách nhiệm gì không? Nếu như thế thì tôi hỏi rằng là khán giả chửi cái lũ, chửi rủa cái lũ đấy là đúng hay là sai? May mà bà Hằng bà lên tiếng ấy, tức là bà đại diện cho nhân dân, bà lên tiếng một lần này, tức là làm cho nó ra ngô ra khoai ấy. Chứ còn không thì cái một số cái đám nghệ sĩ ấy, nó còn hủy hoại cái đất nước này đến bao giờ, đúng không? Tám, trong cái status của cái người đấy có dùng từ chó và dùng cờ hó và dùng cái từ là tụi tôi đúng không, thì có nghĩa là tương đương với tụi nghệ sĩ các anh, đúng chưa? Tụi tôi là tụi nghệ sĩ đúng không? Đấy, nếu mà bà Hằng bà ấy có lỡ mồm mà dùng từ tụi hay là đám thôi thì là một số đám nghệ sĩ cũng sẽ lại nhảy dựng con mẹ lên rồi, đúng không? Nhưng mà cũng may là cái này lại là chính là miệng của cái người đó nói, làm trong nghề thì anh em nghệ sĩ người ta không để ý, người ta không, tức là phe bên đấy thì người ta lại không nói gì, à, cũng cùng một từ hai người nói khác nhau thì lại nhảy cẫng lên. Còn cái từ cờ hó ấy, thì trong một cái tập thể thì tất nhiên là luôn luôn phải có người thật và cái loại mặt người như não chó não cẩu. Thì bà Hằng bà chỉ chửi cái đám não cẩu thôi chứ bà không nói tất cả, đúng không? Bà hiểu rồi, như thế chứ mình đừng có vơ vào. Chín, cuối cùng là người ta bảo cái nhân vật ấy bảo là lỗi của nghệ sĩ đã làm gì, lỗi của nghệ sĩ là đã làm vui cho cuộc đời này ư? Nói chung là anh phát ngôn như thế là anh nó nửa vời lắm. Nó phát ngôn như thế là nó là rất là nửa sự thật. Làm đời vui, làm đời sống của mọi người cười thì ai không ai lại lại cho nó là lỗi đâu. Nhưng cái mà anh nói thiếu ấy, vế còn lại đó là lỗi của một số đám nghệ sĩ là làm hỏng và làm ô uế xã hội bởi những cái sản phẩm, những cái tác phẩm, những cái hành động, những cái ngôn ngữ rác. Nói như thế nó mới đủ mới đúng, chứ còn về anh làm người ta cười, làm người ta vui thì chả ai ta bắt lỗi đâu. Hỏi câu rất ngớ ngẩn. Tuy nhiên, những cái căn bệnh, những cái thói hư tật xấu ngày hôm nay của một số đám nghệ sĩ như vậy thì nó thật ra thì cũng là một phần nguyên nhân đến từ chính những khán giả và một số báo chí đã tung hê quá đà đấy. Chính chúng ta cũng là những người tác nhân gây lên cái hậu quả ngày hôm nay đấy, chứ không phải ai khác nữa đâu. Cho nên tôi chốt lại là lâu nay khán giả chiều các bạn quá rồi, nên là đâm ra các bạn đâm hư đúng không? Cho nên cái chuyện đám nghệ sĩ cộng đồng người ta lên lên án cái đám này là đúng rồi, oan thị mầu cái nỗi gì. Nghệ sĩ thì có ba loại, theo tôi nghệ sĩ có ba loại. Loại thứ nhất là loại là người nhá, là người có tài có tâm thực sự với khán giả, với đất nước. Loại thứ hai là loại ngụy quân tử, chữ tài đi với chữ tai một vần, nó nửa vời lúc nọ lúc kia, tâm của nó thì có một điểm vài điểm hồng, có vài chỗ đen nhưng đa phần là đen. Và cái loại gọi là mượn mua giả danh nghệ sĩ xấu xa bỉ ổi ngu dốt và văn hóa thấp. Mà ba trong ba cái loại này thì cái loại ngụy quân tử là cái loại gọi là nguy hiểm nhất. Thành ra nếu như mình ấy, những cái nghệ sĩ mà hoặc là những ai đó mà không nằm trong cái số đó thì tốt nhất là đừng có nhảy dựng lên và vơ vào làm gì. Thay vì mình than thở, mình kể lể cua bẻ ốc nhồi về cái nghề thì nên đăng đàn khuyên cái đám đồng nghiệp mất nết ấy. Tôi nói là cái đám một số đám mất nết ấy, hãy lo mà rũa lại cái nết của mình là tốt hơn. Chứ còn nói như thế là vô tình là làm hỏng thêm, mất đi hình ảnh của cái nghề đấy. Và chốt lại vấn đề cuối cùng mà tôi muốn nói rằng là những nghệ sĩ chân chính của xã hội, nhiều người có danh hiệu nhưng thực ra là nhiều khán giả họ không không bầu và họ cũng không bình chọn đâu, nhưng mà tự là nhiều khi nó cũng chả hiểu thế nào.
Còn những cái nghệ sĩ chân chính trong lòng nhân dân thực thụ thì những khán giả như tôi và hầu như tất cả mọi người đều trân trọng hết, đều tôn trọng hết. Thế nhá. Ok, bây giờ Thành sẽ quay trở lại cái vấn đề bình luận về cái livestream ngày hôm qua chị Hằng. Thì Thành đặt tên cho cái bình luận này là Lệ Hằng hay giọt lệ nhân gian. Thưa quý vị, thì Thành đã dành cả cái thanh xuân của mình để nung nấu một cái ước mơ để trở thành một cái người cực giàu, nứt đố đổ vách. Đấy là ước mơ của Thành. Để làm gì? Để có thể quay lại giúp đỡ được người thân, được gia đình, được bạn bè, và chung tay cùng cộng đồng quét sạch đói nghèo ở từng bản làng, từng khu phố, từng phường, từng xã, từng quận, từng thành phố và trên khắp mọi nẻo quê hương. Thì đấy là một ước mơ của Thành. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì ước mơ đó của Thành thì nó vẫn chưa thành sự thật. Nhưng mà may thay, rất may thay cho Thành và cho tất cả chúng ta thì đã có hai con người giúp Thành, giúp những người có giấc mơ như Thành làm được cái điều ấy một cách hoàn toàn thuyết phục và gây cái sửng sốt cho cả xã hội bởi cái tấm chân tình của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã làm cho xã hội. Thì đấy là cái điều mình rất là trân trọng. Thế đó các bạn ạ, có những cái giấc mơ mà mình, Thành và các bạn thì có lẽ đời này không thể thực hiện được. Nhưng các bạn đừng có buồn, vì sẽ có những người thay mình biến nó trở thành sự thật. Như vậy thì thay vì mình buồn chán về giấc mơ hoài bão ấy không thành sự thật, hay là mình ném đá, mình ghen tị, mình phá hoại, thì cái điều đơn giản nhất để các bạn, để chúng ta mỗi người cần làm là hành động, nghĩ, nói, bước chân và đứng về phía những người chính nghĩa như thế, để họ có thể tiếp tục cái con đường hành thiện cao cả của mình vậy thôi. Vừa rồi thì Thành chỉ vì đăng một số bài, Thành đứng với phe chính nghĩa mà, nên là bị một cái bọn ác nó di-bót cho ra đảo mất 7 ngày bởi những cái đòn thù rất là hèn hạ. Thì nhân đây Thành cũng nhắn nhủ với những cái lũ người đấy, cứ nói bà Hằng là khẩu nghiệp, mà thật ra cái hành động của chúng nó đi di-bót tài khoản người khác, nói lên chính kiến của mình, những người nói lên chính kiến của mình, thì đấy là cái hành động khẩu nghiệp, hay người ta gọi đó là hành động của lũ chó nghiệp vụ. Các bạn xem sống một đời có bao nhiêu năm, tại sao các bạn phải làm cái công cụ bán mình và làm tay sai cho những kẻ bẩn thỉu như vậy? Các bạn nghĩ xem, hơn 5.000 thằng nghìn con nó hùa vào, nó chửi một cái bà chị U50 rất là xinh đẹp, rất là đáng yêu. Nhìn cái mặt bà thì muốn nhíu má bà cái, rất là cưng, rất là dễ thiêu như thương như thế, mà chúng nó lại đi chửi bà ấy. Thì bà ấy chửi lại có gì là sai? Thử hỏi các bạn bị 5.000 thằng các bạn chửi bạn, các bạn có địt mẹ chúng nó không? Mình xin lỗi, mình nói bậy. Mà thực ra nói bậy nhiều khi nó cũng giải tỏa stress. Thì các bạn có địt vào mặt chúng nó không? Đúng không? Nên là người ta trong hoàn cảnh đấy người ta chửi thôi. Nên thành ra là, nên là bọn nhiều thằng, nhiều con ấy, nó có một cái lượng fan rất là khủng. Chúng nó chơi rất là bẩn thế này. Chúng nó ném đá dấu tay. Chúng nó đăng một cái status rất là bâng quơ, nhắm vào bà Hằng. Sau đó là các fan nó tự kích các fan tự động hùa vào, thế là nó mới report, nó chửi chị Hằng. Mà tôi cũng không hiểu được là mỗi lần mà cái lũ hèn hạ đấy đi lễ chùa khấn vái, xùy sụp thắp hương trước tổ tiên ấy, thì chúng nó cảm thấy mình hổ thẹn và không xứng đáng với những cái bậc tiền nhân hay không? Đến lấy rồi mua ít quà bánh trái rồi chăm chắp tay niệm Phật rồi xin nọ xin kia. Nhìn có vẻ hướng thiện lắm, nhưng mà sao chúng nó cái tâm nó bẩn thỉu, nó đến nó làm ô uế những cái nơi như thế. Nên thành ra tốt nhất ấy, mọi việc xấu xa của chúng nó, của lũ này thì trời biết đất biết, quỷ thần hai vai thì luôn ghi chép những cái hành động bỉ ổi đấy. Nó giống như là cái cuốn sổ cái blockchain nó ghi chép ấy. Đây là các người tôi khuyên đã biết từ chối những cái hợp đồng béo bở, những bẩn thỉu. Hãy cố gắng kiếm những cái đồng tiền nó sạch sẽ nhất để mình có thể thênh thang, mình ngẩng cao đầu, mình bước trên cái đường đời của mình. Thì nó tự hào hơn, tôi nói thật. Và bây giờ quay trở lại về bình về cái sự khoe mà thiên hạ suốt một thời gian vừa rồi cứ ra giả kêu bà ấy là khoe của, bà Hằng khoe của. Thì đây, thế bây tôi hỏi nhé, một số người khoe có bộ sưu tập trầm hàng trăm tỷ, một số khoe sở hữu hàng trăm bộ quần áo,
giày dép, túi xách rất là đắt tiền, thương hiệu. Rồi số khác thì khoe bộ sưu tập nước hoa trong cái phòng cũng cả chục tỷ. Rồi một số khác các chủ đầu tư thì khoe sở hữu rất là nhiều vị trí hecta đất trải dài khắp đất nước, rồi là thương hiệu xe rất là vươn tầm thế giới, rồi là một số bộ phim cũng được báo chí khoe là doanh thu hàng trăm tỷ, đúng không? Và một số cầu thủ như là Ronaldo được báo chí khoe là sở hữu những cái dàn siêu xe, rồi cả mấy cái tay chơi ở trong nước ấy cũng sưu tập siêu xe xe này nọ kia. Hay là một số tên bầu thì khoe là sở hữu hàng chục cái đôi chân dài trị giá hàng triệu đô. Nhỏ nhất là ngay cả chúng ta cũng thường là khoe dáng, khoe khuôn mặt đẹp, khoe thân, khoe cái áo đẹp, khoe những món ăn ngon đắt tiền trên Facebook. Thế tại sao có người sao không ồ lên, sao lại xum xoe suýt xoa lên cho là người ta là sở hữu siêu xe, rồi là quần áo đắt tiền, là sành điệu hợp gu, rồi nói chung là loe xoe ở bình luận, rồi là hâm mộ lắm. Thế sao bà Hằng bà khẳng định cái sở thích của bà ấy là bà thích đam mê về kim cương, bà thích về hột xoàn, rồi bà đam mê kinh doanh, bà có trong tay nhiều đất đai. Thế sao tại sao lúc các người lại nhảy dựng lên như thế? Thế chẳng lẽ kim cương, hột xoàn so với trầm, so với siêu xe, so với nước hoa, quần áo, hàng hiệu nó không ngang tầm giá trị? Và chẳng lẽ kim cương, hột xoàn nó lại xấu hơn những cái thứ đấy mà không được khoe à? Đúng không? Sao kỳ vậy? Mọi người có thấy là mình đĩ miệng, đĩ đời và có mâu thuẫn không? Mà bà Hằng như tôi đã nói rất nhiều từ các buổi clip trước là hai vợ chồng bà ấy đã tất tay gửi tặng lô đất trị giá 1.000 tỷ cho bá tánh trong 1 phút mốt. Thì người ta đã mẫn cảm với tiền rồi, những cái các cần quái gì để khoe ba cái thứ lăng nhăng lít nhít đấy. Bà Hằng mà chỉ chọc chó thôi, bà chọc cái bọn ghen ăn tức ở, chọc cái lũ vu khống như các bạn ấy, cho chúng nó tức chơi thôi, chứ bà ấy khoe làm cái gì, các bạn hiểu không? Nên mục đích của hai vợ chồng của ông Dũng và bà Hằng mỗi khi mà đăng đàn ấy là họ muốn đánh thức, họ muốn thức tỉnh cái tính thiện ở trong mỗi người trong chúng ta, các bạn hiểu không? Đấy, thế vậy mà bà Hằng mới bảo đây cái trang trước là bãi cứt kìa, mà rõ ràng là bãi cứt, thế mà vẫn có thằng, vẫn có con đâm đầu vào, cắm đầu vào đớp như kiểu chó đớp cứt ấy. Thì đích thị cái bọn này, một là bè lũ của thằng Yên Cuội cùng đồng bọn, hai phải thừa nhận rằng bọn này nó chỉ là một nó thật đó là một cái đám dân trí rất là thấp và rất là ngu xuẩn, vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta trở lại cái livestream ngày hôm qua của bà Nguyễn Phương Hằng, thì mở màn cái buổi giao lưu đó thì lại là đem đến cho tất cả mọi người những cái giọt lệ mà chị Hằng chị đã xúc động tuôn xuống. Nó cũng giống như những cái giọt nước mắt của Trần Gian khi hay tin thêm một cái nạn nhân nữa chết dưới tay của thằng Yên Cuội và đồng bọn. Người đấy chính là một cậu bé lúc ấy vừa tròn 14 tuổi thôi, thì không thể hiểu chuyện gì tại sao cha mẹ phụ huynh của mình lại đi thuê một cái thằng lang băm đến chữa bệnh, để rồi chúng nó gián tiếp tước đoạt đi cuộc sống của cái cậu thanh niên đấy. Các bạn thử nghĩ xem, đau đớn nhất là cái hình ảnh mà trong lúc mà bị đồ đệ ở thằng thằng Yên Cuội nó giữ chân ấy, giữ chặt tay chặt chân, thì cậu bé ấy đã cố gắng vùng vẫy mong thoát khỏi cái sự hành hạ của cái lũ quỷ đấy để giật lại cái sự sống của mình. Thế nhưng mà không thành các bạn ạ. Các bạn thấy không? Thế vô hình chung là cái người phụ huynh nó rất là đau lòng đi đem một cái thằng láng băm về như thế. Thì bởi sao khi các bạn đọc đến những tin như thế, như bà Hằng hay nhà bản thân mình, nói chung là mẹ kiếp, nói chung là viết tới đây thì trong lòng tôi nó cũng rất là xúc động. Các bạn hãy thử tưởng tượng cái cảnh tượng bị người khác tước đoạt sự sống, bị đã giữ chặt tay giữ chặt chân, mình không làm gì được, các bạn thấy có cay không? Đấy, chúng nó bảo chúng nó chữa miễn phí đấy. Và hôm qua này chị Hằng cũng chia sẻ là khi mình ra nước ngoài mỗi bệnh nhân là phải bị thu là 400 đô nhá, mỗi người. Và nó lập chân rết, nó bán thuốc ở hơn 51 tiểu bang, 51 tiểu bang. Nói chung mà nhắc về bọn này tôi thấy bẩn mồm quá. Mong rằng là các cơ quan pháp luật
hãy nhanh nhanh chóng chóng và cho bọn này nó trả giá đi. Ok, và cũng trong cái livestream ngày hôm qua thì thông qua Duy Nguyễn rất là tinh tế thì bà Nguyễn Thị Phương Hằng cũng đã xác nhận là chỉ cấm không tiếp các nghệ sĩ thiếu tư cách, thiếu đạo đức, thất đức và tấn công bà Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Còn những người nghệ sĩ nào mà chân chính biết tự trọng, đứng lên vì cộng đồng và đồng cảm với bà Hằng thì bà ấy luôn luôn là welcome, luôn luôn là đón chào các bạn nhé. Đừng có đổ tội cho bà ấy khổ thân cái bà U50 xì tin dễ thương đấy. Và kết thúc cái buổi giao lưu, bà Hằng lại khiến cho mọi người có những cái phút giây giải tỏa khi bà đọc một số cái bình luận rất là hài hước của cộng đồng vì yêu mến mà dành cho bà đấy. Thì bà Hằng đã kéo lại niềm tin cho chúng ta, kéo lại cái niềm tin cho cộng đồng về hai chữ doanh nhân như bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng, Huỳnh Uy Dũng, và đã mang tới những cái món ăn tinh thần cho đồng bào. Họ cùng khóc, cùng cười với tất cả chúng ta. Thì vậy thì cái nhân vật này, cái nhân vật xuất hiện như bà Hằng và Nguyễn Phương Hằng thì há chẳng phải là một nghệ sĩ thực thụ trong lòng công chúng, đúng không? Bà Hằng là một nghệ sĩ đấy, là một nghệ sĩ của nhân dân đấy và không cần tước hiệu. Mọi người công nhận điều đó không ạ? Và trong tương lai thì sau khi mà gạn đục khơi trong tẩy uế thanh lọc giới nghệ sĩ thì tôi nghĩ rằng có khi bà sẽ làm đạo diễn bộ phim kể về cái hành trình, về cái cuộc chiến này, và hoặc là sẽ tài trợ cho những cái chương trình nghệ thuật sạch sẽ và chất lượng hơn thì tốt biết mấy. Ok, cái buổi bình luận sau livestream ngày hôm qua chị Hằng đến đây có lẽ là cũng kết thúc rồi. Hôm nay là ngày cuối tuần thì Thành cũng tranh thủ làm cái clip này để thứ nhất là gửi tới các nghệ sĩ cái thông điệp của một khán giả, một cái dân đen như tôi đến các bạn, để thay đổi cái tư duy của các bạn, để tôi thay đổi tư duy của những người nghệ sĩ. Và qua đó cũng rất mong là những người như chúng ta, cuộc sống mà đơn giản lắm, chỉ có đúng và sai, các bạn chọn đúng hay sai thôi, có mỗi thế thôi, rất đơn giản. Màu trắng là màu trắng và màu đen là màu đen, có thế thôi. Và người tốt là người tốt và người xấu thì là người xấu. Tuy nhiên, người tốt có thể họ có những cái khiếm khuyết như tôi đã từng nói, họ không hoàn hảo, nhưng hãy nhìn vào cái hành động của họ làm đối với cộng đồng thì mình cho đó là tốt. Còn cái loại gọi là lửa vời trước mặt thì xum xoe, trước mặt rất là thánh thiện, nhưng bên trong thì nó là một cái bồ dao găm, nó lợi dụng ba tánh, nó lợi dụng mọi người. Bọn đây là bọn ngụy quân tử rất là nguy hiểm, và Thành phải tự tin và tự thừa nhận, hoặc là cũng chẳng phải khoe đâu. Mình chị Hằng khoe là giàu nhất, tôi mình khoe mình là thằng nghèo nhất xã hội này. Thế nhưng mà mình là một thằng nói chung là hào hán các bạn nhé, là một người hào hán thế thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong cái buổi bình luận tiếp theo. Bye bye.